Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại km 590 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thấy xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43H02779 do anh Phan Thanh Tuyền, sinh năm 1991, trú tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam điều khiển, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe chở 1.630 chai rượu ngoại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Theo lái xe, số rượu trên được thuê vận chuyển từ Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản bàn giao số hàng hóa trên cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.